Vâng, trước mắt quý vị đây là một cây xanh ba thân, trông rất là già cổ kính. Tuy nhiên là dăm chi thì cần phải làm thêm một thời gian nữa. Vâng, tiếp đến giới thiệu quý vị các bạn một cây xanh rất là tuyệt vời, xanh trực hoành hay là cái trực của tử đây mình cũng chưa biết, nhưng mà nhìn rất là sinh động. Nhìn thấy dáng này thì theo quan điểm cá nhân Minh Dưỡng là dáng lão mai sinh quý tử, không biết có đúng không, thôi mạo muội nói thế, có gì quý vị không cả. Đây là cái bệ. Từ hôm trước em thấy là bác đã xuất hiện rồi. Chắc là từ hôm nay hôm nay bác vẫn đây à? Không, hôm nay mới đến. Hôm mang cây đến, hôm nay mới trở lại. Vâng. Tranh thủ quay vài clip làm kỷ niệm. Vâng. Cho anh em không có điều kiện và có kỷ niệm xem lại. Bác có những cái bài thuyết giảng hay đấy. Đây là tác giả và chủ sở hữu cây, quý vị xem nhé.
rất tuyệt vời. Cây não mai dạng lão. Biết rồi, giữa cây bắt thành rồi. À đây mấy khi nhìn thấy những cái bóng hồng xuất hiện ở triển lãm. Đây, cảm ơn em. Và cảm ơn em đã giữ triển lãm được cảnh. Chí. Anh ra cái clip nào em để xem. Dạ. Vâng. Cảm ơn. Ngày chủ dĩ phải có vài tiếng. Dạ. Vài đi làm về là sờ đến máy điện thoại vào những trang ấy. Thế là fan hâm mộ rồi đấy. Vâng. Quá hâm mộ rồi. Thì làm một cái clip này cũng mất khoảng nửa tiếng đấy. Dạ. Khoảng 20 phút. Dạ. Nhanh. Nó tải lâu, nó từ về đơn tập rút ra trong đơn tập, trong có những cái cần được cắt thì cắt, có những cái đơn tập vào tải lên YouTube cũng lâu. Đây là một cây ba thân của Ngoan, Lào Cai. Quý vị xem cũng rất tuyệt vời. Cây đã hoàn thiện. Độ già nhũn của cây cũng như bộ bệ rất là cổ kính. Ngoan, quý vị xem. Chia sẻ quý vị cây cổ Hoan, Lào Cai rất tuyệt vời.
Chào mừng các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi chương trình mới nhất. Hãy like và share để lan tỏa tình yêu quê hương. Hãy bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn.